Những năm gần đây, tình trạng phân lô bán nền trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn biến phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy trong quản lý đất đai. Để chấn chỉnh và ngăn chặn phân lô bán nền tràn lan, đồng thời quyết liệt xử lý các vi phạm trong tách thửa xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành quyết định 15. Quyết định quy định, trong gần một năm qua, quyết định 15 đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai, hỗ trợ thiết thực trong thực hiện quy hoạch xây dựng và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quyết định 15 lại có những bất cập về điều kiện tách thửa đất ngoài đô thị, gây khó cho nhu cầu tách thửa chính đáng ở khu vực này. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại thị xã Phú Mỹ. Theo quyết định 15, việc tách thửa đất ngoài đô thị phải thực hiện theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch phân khu 1/2000 đã được phê duyệt. Điều kiện này khiến những trường hợp có nhu cầu tách thửa thực sự và chính đáng gặp khó. Anh Nguyễn Minh Phụng ở xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, mua đất xây nhà chung sổ với họ hàng từ 20 năm trước, quyết định vay 100 triệu đồng để chuyển đổi 100 mét thổ cư, tách riêng thửa đất của gia đình. Anh Phụng dự tính sau khi có sổ riêng sẽ dùng sổ vay tiền ngân hàng, một phần để trả nợ, một phần sửa lại căn nhà đã quá sập sệ. Nhưng vừa chuyển được đất sang thổ cư thì hồ sơ tách thửa của anh bị ngưng và trả về do quyết định 15 có hiệu lực. Hơn một năm, anh Phụng đành ôm món nợ 100 triệu đồng cùng tiền lãi 5 triệu đồng một tháng. Kinh tế gia đình đã khó, càng khó. Buồn bao nhiêu lâu nay. Thì cái vợ con nhà cũng nói vợ ơi, làm đủ tiền ăn, giờ mượn tiền đó. Cái mỗi tháng phải đóng tiền lời 5 triệu bạc, tháng nào phải đóng. Trễ hạn lắm thì 3-4 ngày. Nhiều quá rồi, chữ chết luôn. Tại vì ai nói 2 tháng là xong rồi mình cũng mừng. Nếu giá 2 tháng thì cũng được, mình cầm có sổ trong tay rồi thì mình cũng xây sở được. Có sổ thì giờ lên ngân hàng nhà nước thì mình vay người ta cho liền. Thì mình đóng cả gốc cả lãi thì quyết định đóng lúc gốc lãi từ từ mình cũng hết. Thì mình cũng sửa được nhà sạch sẽ cho con cái nó ở nữa. Ông Lê Văn Hải ở xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ cũng cố chạy vậy góp tiền chuyển thổ cư. Vì tuổi ông đã lớn, ông muốn tách thửa chia đất cho rõ ràng để con cháu sau này không tranh chấp. Thời điểm có đất thổ cư để tách thửa thì cũng đúng lúc, ngay đầu ngõ, tấm biển cảnh báo thế này của chính quyền địa phương cắm xuống. Tâm nguyện của ông và các anh chị em đành gác lại. Tâm tư về đất đai cho thế hệ sau càng dày hơn. Rồi hồi xưa thì nói không có thổ cư thì không cho lên, không cho tách sổ. Và gia đình cũng cố gắng là lên được một mớ thổ cư. Đó, rồi giờ lên thổ cư xong rồi lại cũng không cho tách. Đó, rồi giờ nó vướng thì mấy anh em giờ cũng lớn tuổi rồi. Cái lớp này thì còn tính được, sợ lớp sau con cháu á, nếu mà ví dụ như mình bây giờ không chia được, sau này nó có nhiều sự cố xảy ra. Điều kiện về các quy hoạch trong thủ tục tách thửa đang là trở ngại lớn nhất đối với những trường hợp có nhu cầu tách thửa đất ở các xã nông thôn. Không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện tài chính chuyển sang thổ cư, và rồi lại thêm rào cản không đủ điều kiện về quy hoạch để tách thửa. Chờ đợi đến thời điểm quy hoạch địa phương được phê duyệt, những tính toán cho tương lai gia đình con cháu cũng mịt mờ tích tắp. Nên bây giờ rất khó khăn chứ, chẳng hạn như nhà tôi có một người con đi đại học đó. Năm nay học mà muốn mượn sổ ngân hàng mà để kiếm đi tiền để lo cho cháu đi học, và đồng thời dịch Covid vừa xong đấy. Rất khó khăn, cả gia đình trông có một người xe lúc mới kìa. Cũng mong rằng có một cái đồng vốn nào đó, nhưng mà sổ sách chứ không có thì làm sao được. Là mình trên ở cái đất mà không có giấy tờ sổ sách thì giống như kiểu người ta nói là có xác không hồn. Từ hôm thời gian rồi đi khám bệnh thì nào là tiểu đường, là máu nhiễm mỡ, hở van tim, nhớ là cái lúc khỏe vậy, lúc không đủ sức khỏe hay là lúc mất rồi con cái nó lôi thôi, thì muốn là chia cho các con để cho mình yên tâm trong tuổi già. Quyết định 15 ban hành góp phần chấn chỉnh tình trạng phân lô tách thửa nhiễu loạn, kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản. Nhưng trong thực tế, quyết định 15 lại đẩy khó khăn về phía những người có nhu cầu chính đáng. Cư dân nông thôn chẳng biết bao giờ mới đủ điều kiện tách thửa, vì hầu hết địa bàn nông thôn chưa triển khai các quy hoạch theo quy định. Và thị xã Phú Mỹ có đến 50% xã nông thôn, tỷ lệ quy hoạch được phê duyệt tại địa phương chưa quá 20%. Điều này đồng nghĩa đại bộ phận dân cư trên địa bàn không thể thực hiện thủ tục tách thửa.